Hello, em chào đại gia đình khỏe không? Em khỏe. Hôm nay em đi chích ngừa đợt 2 nha, đại gia đình. Thì bên này đi chích ngừa thì mình phải hẹn trước nha. Thì bên này nó có bốn thứ thuốc để chích ngừa nha, COVID-19 nha cả nhà. Thuốc Pfizer, rồi thuốc Moderna, Johnson Johnson của Mỹ. Còn một cái loại thuốc của Anh ít người chích lắm cả nhà ơi. Một loại thuốc của Anh là AstraZeneca nha cả nhà. Thì em chích cái thuốc Pfizer của Mỹ nha cả nhà. Bây giờ mình vô trong mình coi đông không nha cả nhà. Mời cả nhà đi theo chơi nha cả nhà. Ok, bây giờ em ra xe này cả nhà ơi. Bây giờ em ra khỏi xe rồi nha cả nhà. Bây giờ cái bãi này đậu xe này cũng bữa nay cũng hơi đông cả nhà ơi. Cái building này nằm trong một cái mall nha cả nhà, do đó xe nhiều lắm. Đây quay chỗ đậu xe cho cả nhà xem nè. Giờ này vô vào trong nha cả nhà. Hôm nay chích ngừa không được cả nhà ơi. Mới vô trọng. Bữa nay không có thuốc Pfizer, chỉ có thuốc Moderna không. Đó, em không có thể chích ngừa được bữa nay cả nhà. Bữa khác phải trở lại hay là hẹn trước thôi. Bây giờ ngoài trời đang mưa nữa. Bây giờ kẹt ngồi trong xe luôn rồi. Tính vô mò chơi. Bây giờ kẹt trong xe, ngồi trong xe một chút. Hết mưa mới đi được. Cả nhà thấy mưa không cả nhà? Ấy và đang shopping ở trong mall nha cả nhà. Anh quay cảnh mưa cho cả nhà coi cả nhà. Thấy ngoài trời đang mưa không cả nhà? Cổng vô nè. Bây giờ mình phải chạy vô trong mò cả nhà ơi. Chứ ngồi ngoài này thấy chán quá, để vô trọng quay phim tiếp. Dương rồi cả nhà. Bán đồ đủ thứ cả nhà ơi. Cái tầng này là bán ba cái đồ điện rồi không? Bằng ủi này.
cái đồ tiện. Chồng đi ra ngoài nha cả nhà, ra ngoài kiếm ấy vào nha cả nhà. Không biết ấy và đang ở đâu cái trời. Đó, hoàn cảnh ở trong mo bên này là như vậy cả nhà, cũng giống như mo ở Việt Nam thôi, không gì đâu, khác gì đâu. Gian hàng HM nè cả nhà. Bentley. Nó mo vậy thôi, không có gì đâu khác cả nhà. Cái Bentley này bán vali nè cả nhà. Giờ mình đi qua bên chỗ kia bán đồ ăn nha cả nhà, coi nó có bán đồ ăn chưa. Còn cửa hàng này là bán đá mỹ phẩm nha cả nhà. Cái chỗ này bán đồ ăn nè cả nhà, nhưng mà nó đóng cửa hết rồi, đóng cửa cũng nhiều lắm rồi, do đó bàn ghế là trống trơn nghe không. Cái mall này mới có mở cửa lại hồi tuần rồi cả nhà, đóng cửa khoảng một năm nay. Bàn ghế đóng cửa hết. Thôi em bye bye cả nhà ơi. Bây giờ em đi bộ kiếm ấy vào coi đấy, và không biết đang ở đâu đây. Bye bye cả nhà. Bye bye. Hello everybody, we found Ava in the mall. Ava, say hello everybody. Hello everybody. Ai ai. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hãy và sing one song. Ôi ôi ôi. Bye bye everybody. Hãy và sing one song. I'll have goodbye, goodbye.
Goodbye, everybody. Goodbye, everybody. Okay. Okay. Yeah, that is kind of, yeah, bye-bye.